có 3 cây lớn di chuyển qua lại, còn có thể đứng ngồi ở nhiều vị trí khác nhau. Bí ẩn lời nguyền đáng sợ trên dòng sông Ma Hà Giang. Ở Hà Giang có dòng sông Ma mang cả hai nghĩa là tên địa danh và sự ẩn chứa những bí mật. Theo lịch sử xã Tùng Bá, dòng sông Ma đã được đặt tên từ thời Pháp thuộc. Các cụ cao niên cho rằng từ thời Pháp thuộc, dòng sông đã được đặt tên với một bí ẩn vô cùng kỳ bí mà không ai giải mã được. Tại sông Ma, đoạn dài và kinh hoàng nhất chạy qua xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, không khí nơi đây lúc nào cũng u tịch lạnh lẽo. Càng vào sâu trong rừng núi đá, cảm giác rờn rợn càng nhân lên, nhất là khi thấp thoáng thấy ngọn thác Tam Tiên chảy từ ngọn núi cao vài ngàn mét, giống như một sợi chỉ bạc cắt đôi rừng xanh âm u. Sông Ma bắt nguồn từ núi Butakha với địa thế vô cùng hiểm trở. Nơi cao nhất của đỉnh núi lên tới 2.500 mét so với mực nước biển, cho nên lúc nào cũng mịt mù sương khói và ai đã vào rồi thì rất khó để tìm đường ra. Truyền thuyết kể lại rằng đây là nơi ở của ba vị tiên giáng trần, vì thế ngọn núi trong nhân gian được gọi là Tam Tiên. Trên ngọn núi ấy có rất nhiều cây cổ thụ có dáng thế đẹp như cam quýt và khu giếng cổ với dòng nước trong vắt. Từ eo núi Tam Tiên là nơi tạo ra dòng sông Ma huyền bí. Theo nhiều vị cao niên của huyện Vị Xuyên cho rằng dòng sông Ma là nguồn chảy của ba nàng tiên rót xuống từ trên núi. Theo ông Vương Đức Trung, chủ tịch hội người cao tuổi xã Tùng Bá, thì chính ông và người anh của mình đã từng có lần đi buôn trâu bò và trên đường về đã vượt núi Tam Tiên. Có điều lạ lùng là trên núi ấy giống như truyền thuyết có rất nhiều cam, quýt và các loại cây cổ thụ hàng nghìn năm tuổi. Các cây ấy bị rêu mọc xung quanh rất là kỳ thú, nên người dân cho rằng đó là mại tiếng khuôn, tức là người mọc râu. Ông Trung đã kể lại rằng do lần đó mưa to gió lớn nên hai anh em đã ngủ lại ở trên núi và sáng mai khi thức dậy thì không thấy rừng cam quýt đâu. Sợ quá, hai anh em đã đuổi bò chạy dọc sông Ma về nhà, và cũng kể từ lần đó mỗi khi nhớ lại cảm giác lạc rừng hôm ấy, trong ông lại cảm thấy ớn lạnh khó tả. Điều đặc biệt, cho đến nay không có ai ăn cam quýt trên núi Tam Tiên bao giờ, bởi theo tương truyền chỉ cần ăn ở trên núi sẽ không còn nhớ đường về nhà nữa. Nhất là các chàng trai trẻ chưa vợ, chỉ cần nếm vị cam quýt thì cũng sẽ bỏ làng để vào rừng mà không hiểu lý do tại sao. Vì vậy cho đến ngày nay vẫn chưa ai dám động vào cam quýt ở trên núi Tam Tiên, mặc cho chúng chín rụng và vàng ao cả gốc rừng. Cũng tại con dốc đó, anh Lý Hiểu Khang là một thợ săn lão làng kể rằng: một cơn gió mạnh thổi từ bìa rừng về phía tôi, chưa kịp hoàn hồn thì thấy một bóng người khổng lồ đang giang tay rộng như muốn bắt lấy tôi. Lúc đó tôi chỉ kịp quăng súng săn của mình lăn theo sườn dốc, quần áo tả tơi. Khi xuống tới chân núi thì tôi mới biết rằng mình vẫn còn sống. Cũng từ đó, Khang đi săn lúc nào cũng gọi thêm người và không bao giờ đi săn vào cánh rừng đó nữa. Theo lời kể của nhiều gia đình sống cạnh dòng sông Ma thì thỉnh thoảng trong đêm khuya họ vẫn nghe được những âm thanh lạ nhưng không biết phát ra từ đâu. Người thì nghe tiếng hát, người thì nghe tiếng huýt sáo, người thì nghe cả tiếng chèo thuyền, mặc dù dòng sông tĩnh mịch chẳng có lấy một chiếc ghe. Nhiều người thì nhìn thấy trên đỉnh của dòng chảy có ba cây lớn di chuyển qua lại, còn có thể đứng ngồi ở nhiều vị trí khác nhau, ai nhìn qua cũng khiếp sợ. Có lẽ vì thế mà các ông ba bà mẹ nơi đây đều cấm con em mình ra tắm sông Ma vì sợ chuyện chẳng lành. Ông Trung cũng bày tỏ Ma là một thuật ngữ nhân gian không chính xác. Trước những thông tin mang tính chất tâm linh, người dân cần hết sức cảnh giác phân biệt thật giả, tránh một đồn mười gây hoang mang trong dư luận. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của người dân địa phương, họ thường khuyên con cháu của họ là không nên lên núi Tam Tiên một mình, nhất là vào những ngày đêm giông gió lớn, và đặc biệt là không được tắm sông Ma. Với họ, sông Ma vẫn là nỗi ám ảnh huyền bí mà tới nay họ vẫn chưa sao giải thích được.